Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc, học đến tập 256. Như Đức kể với vị nghe những câu chuyện niệm Phật vãng sanh. Như trong chùa mình là có những người ra đi mà chỉ có một câu Phật hiệu mà niệm mà ra đi rất thù thắng. Những câu chuyện niệm Phật vãng sanh này chúng ta cứ kể hoài để nó tăng thêm tín tâm tín nguyện cho người niệm Phật của chúng ta. Thí dụ như điển hình quý vị coi, bé 11 tuổi trong chùa mình, bé Liên Tịnh. Vì thế chứng minh cho cái bộ nguyện thù thắng không? Sau khi đi vô chùa, bị bệnh này. Nhưng Đức có một lần đến gần cháu nói một câu thôi: con bị bệnh gì, con có khổ không? Cháu nói dạ con đau khổ lắm thầy. Như vậy con muốn hết khổ không? Dạ muốn. Nhưng Đức chỉ con một phương pháp để lìa khổ được vui. Con chịu không? Dạ chịu. Con nhớ lời những Đức dạy, luôn luôn nhớ Phật niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Còn ở cõi này là còn khổ, con chỉ có về cực lạc mới hết khổ. Con nhớ nghe. Hỏi gì con phải làm sao? Con niệm Phật. Niệm như thế nào? A-di-đà-phật. Từ đó về sau cháu siêng niệm Phật. Mọi lúc mọi nơi cháu cứ niệm Phật, chân thật niệm Phật. Thời gian ở trong chùa chúng ta chưa được một năm, khi cháu ra đi cực kỳ tỉnh táo. Cái nhân duyên của cháu ra đi độ một số người rất đông. Cái buổi giảng sanh của cháu hơn 1 triệu người coi. Khi cháu sắp sửa mắt rất tỉnh táo. Đây là chính mắt như Đức thấy rõ ràng 100% luôn. Một đứa bé chỉ có 11 tuổi, tâm trong sáng, chỉ có một câu Phật hiệu niệm. Khi cặn tử nghiệp ra đi cực kỳ tỉnh táo, gặp những Đức nói chuyện đàng hoàng, gặp mẹ nói này nữa kia rõ ràng, nói rằng thầy tặng cho con một chiếc lắc A Di Đà Phật, khi con ra đi con để lại chiếc lắc cho thầy để chứng minh bộ nguyện của Phật A Di Đà rất thù thắng. Khi cháu mắt sắc diện cực kỳ tốt, đẹp vô cùng, sắc diện rất đẹp, bị coi lại cái buổi đó đi, càng coi càng tăng tín tâm. Khi thiêu cháu thì bị coi bạc đồ mẹ cho cháu đeo cháy rụi mắt tiêu, chỉ đúng chiếc lắc A Di Đà Phật vẫn còn tồn tại. Có thấy bổ nguyện Di Đà thù thắng không? Chúng ta phải chân thật mà tin. Đó là trong chùa mình thấy xác thực rõ ràng luôn, bổ nguyện thù thắng. Còn một bà cụ sáu, bà ra đi trước thời gian bà biết 3 tháng. Báo cho con biết 3 tháng. Bây giờ con cháu và cụ sáu đa phần đều niệm Phật hết, ảnh hưởng từ mẹ. Còn một ngày nữa thằng con trai vô thăm, bà nói với con trai rằng ngày mai mẹ vãng sanh. Người con trai thấy mẹ rất khỏe, không thể nào ngờ được cái chuyện mẹ vãng sanh. Sáng mai 3 giờ sáng bà thức dậy, bà niệm Phật rất lớn. Bà đi vệ sinh, bà niệm Phật cũng rất là lớn, niệm rất lớn. Xong bà trở về phòng, bà nằm gì nè, bà ra đi. Chính bản thân những Đức qua và ngồi niệm Phật cho bà cụ sao. Ra đi rất tự tại, rất là an yên, niệm Phật mà ra đi. Vì thấy pháp môn tịnh độ cực kỳ thù thắng không? Đó là người trong chùa mình gặp rất nhiều người ra đi cực kỳ tự tại, chỉ có một câu Phật hiệu thôi. Còn cái câu giảng sanh mà qua sen mọc từ miệng ra vậy đó, đây là xác thực 100%. Niệm Phật ra đi rất tự tại. Là một người ở ngoài đời làm việc chân tay cực nhọc như lụm rác, nhưng mà được Phật tử dẫn đến chùa mình tu tập ngày Chủ nhật. Cô bị tiểu đường, đến khi tiểu đường nặng nhất, cô nhờ người chở đến chùa mình.
Nó rõ ra lúc đó người mà không đăng ký trong chùa thì không hộ niệm được. Nhưng Đức nghĩ cô còn rất khỏe, kêu cô đi về đi. Cô quyết định cô ở chùa. Cô nhờ Nhà Đức hộ niệm cho cô, Nhà Đức đưa vô phòng hộ niệm. Nhìn cô khỏe như vậy, hộ niệm đúng ngày mấy. Cô ra đi rất tự tại. Khi hộ niệm cô thì hoa sen mọc từ miệng ra. Những buổi của cô người ta coi rất đông. Một con người lúc còn sống không có tiếng tâm gì cả, khi ra đi lại tiếng tâm gian dội. Một người rất đơn giản, rất bình dị, chỉ có một câu Phật hiệu mà được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, quá thù thắng. Những đức lo cho các cụ, rất nhiều cụ không biết gì cả, chỉ có niệm Phật mà ra đi cực kỳ thù thắng, còn hơn những người biết nhiều, còn hơn những người biết nhiều. Đó là sự chứng nghiệm cho Pháp Môn Tịnh Độ rất thù thắng. Từ khi phát triển chiếc máy bấm số niệm Phật, rất nhiều cụ ra đi rất tiêu sái, rất đặc biệt. Còn những câu chuyện niệm Phật giảng sanh thì quý vị nghe rất là nhiều mà. Cũng như câu chuyện mà nghịch duyên. Câu chuyện nghịch duyên thì được kể rất nhiều lần, vì rất nhiều người sống trong cuộc đời này tu hành và chúng ta gặp những nghịch cảnh nghịch duyên. Gặp những cái nghịch cảnh nghịch duyên quý vị, thì nhớ trong cái nghịch duyên mà bị dẫn tu được, đây là điều đặc biệt lắm. Câu chuyện nghịch duyên là câu chuyện rất là xác thực, áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta rõ ràng luôn. Ăn chay niệm Phật chồng trở ngại trùng trùng, bao nhiêu người ăn chay niệm Phật bị trở ngại, còn cô nghịch duyên này còn trở ngại cực kỳ lớn, không dụng công tu được. Cô phải nửa đêm thức dậy niệm Phật, cuối cùng bị chồng bắt gặp được không cho luôn. Cô niệm trong tâm, đặc biệt là cô gặp được thiện chí thức, gặp những trở ngại gặp thiện chí thức khuyên cô được được được. Quý vị thấy người ta là người tu hành đến mức không có chấp tướng, không nặng nề, gặp thiện chí thức đó được được được, người ta đều có cơ hội hết. Gặp mà một người mà chấp nhất nặng nề là cái gì cũng không được, làm sao mình có cơ hội. Thiện chí thức dạy cô được tốt, cô ăn chay tối ngày đụng chạm với chồng không, vậy thì cô ăn mặn kinh khủng không. Nhưng tâm cô là ăn chay, gấp rau kế thịt, cái việc sẽ kinh khủng không, sự trở ngại cỡ nào chứ. Niệm Phật lễ Phật chồng không cho, đang niệm Phật gì chồng đem nguyên con cá lại bắt mặn đi, vì thấy nghịch duyên ghê không. Đang đứng niệm Phật gì mình nghĩ nó ngọn, nó dội ngược lại là tâm từ từ bi gì, đem con cá đưa cho mình, cái vị thế vì dễ săn hẳn lên. Tôi đang niệm Phật mà tại sao làm gì, thấy không, trong cái nghịch duyên mà niệm Phật mà tu. Nên từ nơi đó mọi vị thấy rằng là người ta trong nghịch cảnh nghịch duyên mà ta quyết tâm niệm Phật, giảng sanh vô cùng thù thắng. Bao nhiêu sự trở ngại cuối cùng bắt cầm chân heo còn trở ngại ác đạn hơn. Nếu như quý vị mà bị người ta bắt mình làm chân heo, giết heo, bị nghĩ sao? Vì mà thiện chí thức khuyên cô, mấy con vật này không phải cô muốn giết, mà trong cái nghịch cảnh nghịch duyên, nên cô quy y cho nó, cô niệm Phật cho nó. Cô quy y, cô niệm Phật cho nó trước khi thời gian nó chưa bị giết. Khi nó bị giết rồi, cô cố gắng niệm Phật đưa tiễn nó đi. Cô làm y rang như thiện chí thức dạy cô. Vì thấy không? Trong Phật Pháp rất là hay, nó rất là thông tâm. Điều là tu được, 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 điều là tốt, 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 tốt. Bổ nguyện Di Đà tiếp dẫn nhân sanh, không có trở ngại. Chỉ cần quý vị đặt lòng tin 100% là không trở ngại, không bao giờ trở ngại. Thì quý vị biết rằng là cô làm y rang như cái người này dạy cô, chắc đặt cô làm bằng cả tấm lòng cô mà làm, mấy con heo đã được Phật tiếp dẫn nhân sanh. Trong cái nghịch cảnh nghịch duyên, cô đều ở trong vị trí đó, cô niệm Phật cô tu. Quý vị cũng nên tập như vậy đi. Gặp những nghịch cảnh nghịch duyên, ở trong vị trí đó mà niệm Phật, chờ Phật đến tiếp dẫn. Đừng nên khóc lóc kêu gào gì, cứ vui vẻ trả nợ, trả qua báo khỏi trả quả báo tam đồ. Thì quý vị biết rằng là nhân duyên cô rất là đặc biệt. Khi cô sắp sửa giảng sanh thì những người mà cô niệm Phật đưa tiễn đi như con heo rồi, được giảng sanh về cực lạc trở lại, báo cho
mặc cho cô biết mấy ngày nữa Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn cô về cực lạc. Cô rất là vui. Trong mấy ngày đó, cô sắp xếp chuyện gia đình này kia, làm tròn trách nhiệm làm vợ, ủi đồ, xếp đồ, làm đàng hoàng hết. Chồng cô la, cô chửi, cô ai với Đà Phật, cô vui vô cùng vui. Vì mình sắp sửa về quê nhà Tây Phương cực lạc của mình rồi. Vì biết rằng một con người mà được báo mộng như vậy thì họ không còn là phàm phu nữa. Nhưng họ hiện tướng phàm phu, nhưng họ không là phàm phu nữa. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là họ không còn là phàm phu. Nên chồng lúc đó nói họ điên, họ khùng, nói cái gì họ bình thản, vui vô cùng. Chồng thấy lạ thiệt. Thì bắt đầu cô cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Cứ niệm Phật cầu sanh cực lạc, cứ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Dặn dò chồng việc này, việc kia, việc nọ, giống như lời chăn chối vậy, mà rất là vui. Chứ không phải như lời chăn chối đau khổ, không phải. Rồi cô nói với chồng cô giờ đó, giờ đó cô sẽ giảng sanh. Chồng cô tưởng nó cô bị thần kinh, bị điên. Đi báo cho những người chồng sớm biết. Chồng sớm cũng biết cô này niệm Phật cho người chiết. Ngày đó người ta tập trung đến rất đông. Cô tắm thay đồ đàng hoàng, xong xách cái ghế ra ngoài, ngồi niệm Phật. Niệm Phật một chút Phật ấy đã tiếp dẫn giảng sanh. Từ câu chuyện niệm Phật giảng sanh của cô thôi mà độ chồng của cô. Độ chồng của cô. Nên quý vị coi, độ chồng của cô và sau này chồng cô quay đầu niệm Phật. Nên những đức nói cho quý vị nghe, một con người mà người ta không niệm Phật, người ta không niệm Phật mà chính bản thân mình thành tựu đường giảng sanh thì độ được người ta. Nên người thân của mình, quý vị phải nhớ, người thân của mình muốn độ họ là trước nhất mình phải độ mình được. Bản thân mình còn không an lạc vui, lấy đâu ra để giúp cho người ta vui vậy? Mình là người học Phật mà mình còn chưa kiên định được cái tâm mình trong cái cảnh duyên thuận nghịch. Trong cái cảnh duyên thuận nghịch mà mình mà không an định tâm được thì bản thân quý vị làm sao giúp người ta? Muốn giúp người thì bản thân của mình nhất định phải tu an lạc, phải có niềm vui. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Nên trong nhà Phật có câu nói, trước muốn độ người mình phải độ mình được. Nó rõ ra chúng ta học Phật là vì ai? Vì mình. Mình không vì mình được thì làm sao mình vì người? Trước nhất mình vì mình phải phát tâm vì người được. Bản thân của chúng ta nhiều người nói mình vì người khác. Mình vì người khác mà mình chưa hiểu biết được cái việc gì lợi ích của mình, làm sao mình đem lợi ích cho người ta? Vì ngồi suy nghĩ có đúng không? Nói câu này giống như mình ích kỷ, nhưng thật sự nó mới là đúng. Có nhiều người chúng ta đi vì người mà bản thân mình chưa được gì, lấy cái gì hiểu biết mà vì người. Những đức nếu bản thân những đức học Phật không an lạc, không vui, không tự tại, lấy cái gì mà biết để vì người? Nên cái vì người của những đức bây giờ là hiểu để vì người, chứ không phải mê hoặc điên đảo để vì người. Nên nhiều người học Phật chúng ta là mê hoặc điên đảo để vì người. Nên chúng ta thất bại ngay chỗ mê hoặc điên đảo để vì người. Nên những đức thường nói rằng trong cái công việc làm, càng làm thì làm, càng cực thì cực. Còn lúc rảnh thì nghỉ ngơi, chứ không cần thiết rảnh cũng bắt mình đi cực. Không có nên làm như vậy. Để mình cảm nhận được cái việc mình đang làm, để sắp xếp cho người ta được có những giây phút bình an, tiện lợi, khỏe. Mình phải lợi ích cho mình được, mình mới lợi ích cho người ta nghe. Quý vị phải nhớ kỹ điều này nghe. Cái này cực kỳ quan trọng. Hiểu được nguyên lý này, quý vị sẽ sống rất đặc biệt, rất tuyệt vời. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.